Rồi, chào 78, chị đang xem cái live stream buổi trưa ngày hôm nay của Queen Fashion các chị nhá. Hôm nay em sẽ tiếp tục cập nhật những mẫu áo sơ mi mang về để bán cho các chị đấy ạ. Và một điều duy nhất rằng là trưa nay em sẽ đang bán cái chiếc áo sơ mi trên người với giá là 18k cho buổi trưa ngày hôm nay. Và những chị nào mình đang nhìn em thông qua cái live stream này thì hãy cho em xin những dấu chấm đi ạ, để em nhìn thấy các chị rõ hơn được không ạ? Và để mình bắt đầu với cái chương trình mua giá 18k buổi trưa ngày hôm nay các chị nhá. Rồi, chào chị Xe Xíu, chào chị Lệ Khuyên, chào chị Soái Tỷ Soái Tỷ, chào chị Yến Ruby ạ, chào chị Phan Hoàng Thái Bảo nha. Rồi, em chào tất cả các chị. Mình hãy nhanh chóng vào đây đi ạ. Hôm nay em sẽ đưa ra cực kỳ nhiều màu áo sơ mi buổi trưa ngày hôm nay để tặng cho các chị với giá cực kỳ rẻ là 18k cho duy nhất buổi trưa ngày hôm nay các chị nhá. Và mình đang rảnh rỗi rồi, ăn cơm nước xong rồi hay giờ nghỉ ngơi rồi thì mình hãy nhanh chóng vào livestream của em buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Hứa hẹn là trưa nay sẽ tặng rất là nhiều chị nha các chị nhá. Trưa nay thì bọn em sẽ mang ra những màu sơ mi để tặng cho các chị với giá là 18k. Và sau khi chương trình tặng thì em sẽ bắt đầu quay ra bán hàng bình thường đúng không ạ? Và hôm nay cái màu áo sơ mi em đưa ra tặng là chính là cái chiếc áo sơ mi nằm trên người. Và sơ mi này em sẽ giới thiệu qua cho các chị một chút về các màu mà cũng như là kiểu dáng của nó các chị nhá. Sơ mi này hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị gồm có 4 màu. Em đang mặc là màu hồng nha, hồng phấn. Đây sẽ là màu nâu tây ạ. Đó, chị nào mà thích màu nào thì mình hãy chăm chú để ý một chút, rồi bắt đầu khi mà em giới thiệu màu xong thì em sẽ quay ra phổ biến luôn đúng không ạ? Và đây sẽ là màu trắng. Đây ạ. Và sẽ là màu đen. Đó, có tất cả là 4 màu cho các chị lựa chọn. Và những chị nào mình đang nhìn thấy em thông qua cái live stream thì hãy cho em xin những dấu chấm đi ạ. Đợi đông người vào một chút thì em sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay nha. Và hứa hẹn là hôm nay sẽ tặng cực kỳ nhiều các chị luôn nha. Và giá thì cực kỳ rẻ cho buổi trưa ngày hôm nay. Và mẫu sơ mi này hôm nay em sẽ mang ra tặng nha các chị nha. Hôm nay sơ mi này chỉ tặng cho các chị thôi ạ. Ok, rồi chào chị Lại Hà này, chị Trang Nguyễn này, Thu Nguyễn nha. Rồi chào chị Nguyễn Ngọc Yến ạ. Cả set em đang mặc ok luôn. Hôm nay em cũng bán set em đang mặc với giá là 18k cho buổi trưa ngày hôm nay luôn ạ. Và mong rằng là những chị nào mình đang xem live stream của em cũng như là các chị đang xem rồi thì mình hãy chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị sở hữu những cái màu áo sơ mi cực kỳ đẹp mắt đi ạ. Hôm nay 100% những chị nào tham gia mình đều được sở hữu các chị nhá. Ok, rồi em sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay luôn. Những chị nào mình đang thích cái màu áo sơ mi đang mặc trên người thì hãy nhanh chóng comment cho em là 18k kèm theo màu và quay ra chia sẻ live stream này cho em này. Mình chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân của mình, bật hộ em chế độ công khai và quay ra chia sẻ cho em trong các hội chợ và các nhóm đi ạ. Ví dụ như tâm sự Eva dọn nhà đỡ chật, hỗ trợ online chợ tốt, mình tham gia ở nhóm nào thì mình hãy bấm chia sẻ cho em ở nhóm đó đi ạ. Chỉ có 7 lần chia sẻ các chị nhà, 7 lần chia sẻ và comment 18k kèm theo màu là mình đã được sở hữu những chiếc áo sơ mi cực kỳ đẹp mắt như thế này rồi ạ. Sơ mi này đã dập ly ở cổ, xếp ly ở cổ rất là xinh nha các chị ơi. Khoét hình này, hình tam giác ở cổ này cực kỳ là trẻ trung. Sơ mi là cái mẫu áo mà không bao giờ có thể thiếu trong tủ quần áo của mỗi chị em mình rồi đúng không ạ? Nên việc sở hữu cái chiếc áo sơ mi cực kỳ rẻ đẹp, chất liệu vô cùng là ok như này là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho buổi trưa ngày hôm nay. Những chị nào mình đang nhìn thấy em thông qua livestream thì hãy nhanh chóng đi ạ, bắt đầu với chương trình mua giá 18k luôn đi ạ. Ok rồi, chào chị Thanh Tuyền này, Trang Em này, Phù Thủy City này. Ok Trần Như nha, đúng rồi, 18k cho duy nhất buổi trưa ngày hôm nay các chị nhá. Hãy nhanh chóng tham gia cái chương trình quà tặng này bên em đi ạ. Hôm nay bọn em sẽ mang duy nhất cái mẫu áo sơ mi này ra để mang tặng cho chị vào là trưa nay sẽ tặng cực kỳ nhiều nha. Chất thì vô cùng là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Và khi sau khi chương trình quà tặng diễn ra thì em sẽ bắt đầu quay ra bán hàng bình thường. Vì thế nên mình hãy nhanh chóng comment và chia sẻ các chị nhá. Ok, chị Lan Anh này. Rồi, chị Trang Nguyễn nha, Đinh Thu nha. Rồi, xoáy tỷ. Những chị nào mình lưu ý em một chút là những chị nào mình đã comment cũng như chia sẻ rồi, nhớ là phải chia sẻ thật nha, bởi vì là khi bọn em đã mang ra những cái quà tặng cực kỳ là đẹp mắt này cũng như là tặng cho mình với cái khách hàng, tặng cho khách hàng cái rất là tâm huyết rồi thì mình cũng hãy tương tác lại với bọn em bằng sự nhiệt thành đi ạ. Rồi, và trưa nay yên tâm 100% những chị nào tham gia livestream của em và kèm theo đó là có những lượt chia sẻ đủ 7 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ và quay ra comment là 18k kèm màu là tất cả những chị đó đều được sở hữu những mẫu áo sơ mi đó ạ. Hôm nay mang nguyên sơ mi này ra để gửi tặng cho các chị, vì thế mình cũng hãy tương tác với bọn em nhiệt tình buổi trưa ngày hôm nay nào. Ok, chị Violet Hoa nha, Kiên An, chị Violet Hoa là chưa hình như là đã được sở hữu một mẫu áo sơ mi bên em rồi đúng không ạ? Và những chị nào mà mình từ trước đến giờ mình chưa được mua về cái giá cực kỳ rẻ thế bên Queen Fashion thì hôm nay là một cái chương trình cực kỳ tốt cho mình đấy ạ. Hãy nhanh chóng comment 18k kèm màu và chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân của mình cho em và 5 lần trong các hội chợ nào. Mình phải các chị ơi, mình nhớ là phải chia sẻ thật cho em nhá. Mình phải chia sẻ thật, tránh những cái trường hợp rất là nhiều các chị vào comment là đã chia sẻ nhưng thực ra là mình chưa chia sẻ một lần nào cả. Khi bộ phận kỹ thuật bên em vào kiểm tra thì không có một lượt chia sẻ nào cả.
nào cả thì tất nhiên rồi, nhưng cái áo như thế này thì mình sẽ không thổi về tay mình đâu ạ. Em sẽ dành tặng cho tất cả những chị nào buổi trưa ngày hôm nay comment và chia sẻ, và yên tâm 100% tất cả những chị comment và chia sẻ buổi trưa ngày hôm nay mỗi chị sẽ được, mỗi chị chỉ được một chiếc nha, quà tặng. Thế nên là mỗi chị mình chỉ được một chiếc thôi ạ. Nên chị nào mình thích màu nào thì mình hãy comment là 18k kèm màu đó để bên em nhìn các chị rõ hơn được không ạ? Và quay ra chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân của mình cho em này, và kèm theo đó là chia sẻ 5 lần cho em trong các hội chợ và nhóm nha. Đó rồi, rất là đơn giản, quá là đơn giản để sở hữu những món quà tặng cực kỳ đẹp mắt bên Queen Fashion buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Rồi, chương trình quà tặng này em sẽ đẩy nhanh tiến độ rất là nhanh thôi, vì thế nên là chị nào mà mình vừa xem livestream của em thì hãy nhanh chóng nhập cuộc comment 18k kèm màu và chia sẻ livestream này để được lĩnh hội những cái bộ quần áo cực kỳ đẹp mắt như này. Trưa nay sẽ dành tặng cho chị là những mẫu áo sơ mi, và những mẫu áo sơ mi này buổi trưa ngày nay em sẽ không bán nha. Trưa nay sẽ là chương trình quà tặng cho các chị, và tặng quà xong thì em sẽ quay ra bán hàng bình thường. Rồi, quần em hôm nay em cũng không bán đâu chị ơi, hôm nay chỉ bán áo thôi. Hôm nay bán áo với giá là 18k thôi ạ. Ok, Trần Oanh này, Mai Liên này, Nguyễn Hà My này, Kim Quy Cao này, Thu Lan này, rồi Phương Thủy nha, Kim Thoa nha. Rồi ok, tất cả các chị mình hãy nhanh chóng đi ạ. Chị nào mà chưa chia sẻ thì hãy nhanh chóng chia sẻ, và chị nào mà mình chưa comment thì hãy nhanh chóng comment nha. Trưa nay hứa hẹn là sẽ tặng cực kỳ nhiều các chị luôn đấy ạ. Nên mình hãy nhanh chóng comment, chia sẻ, tương tác nhiệt tình với Queen buổi trưa ngày hôm nay nào. Hôm nay hy vọng là em sẽ tặng được cho rất là nhiều chị bằng hình thức là comment và chia sẻ các chị nhá. Chỉ chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân của mình, và chia sẻ quay ra 5 lần cho em trong các hội trợ và nhóm. Như vậy là mình đã được sở hữu mẫu áo sơ mi cực kỳ đẹp mắt như thế này rồi đấy ạ. Một áo sơ mi giọt lệ rất là xinh này, kèm theo đó là, đó các chị nhìn thấy không ạ, cự rất là tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ luôn nha. Đó, giọt ly rất là tỉ mỉ và rất là đẹp luôn. Nên chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment nào, 18k kèm màu nha. Và lưu ý một chút là hôm nay có một điều vô cùng đặc biệt, đó chính là tất cả những chị nào hôm nay chia sẻ như là comment thì tất cả đều được sở hữu món quà cực kỳ rẻ như này của Queen Fashion buổi trưa ngày hôm nay. Ok, chị Loan Nguyễn nha, đợi em một chút này, Dung Di này, Trang Phạm này, những chị nào mà mình chia sẻ xong rồi thì hãy thông báo cho bên em biết được không ạ? Để em nhìn các chị rõ hơn nào, và để kiểm tra xem là các chị đã chia sẻ đầy đủ chưa. Nếu như chia sẻ đầy đủ rồi thì bên em sẽ gửi tặng luôn đấy ạ. Rồi, chia sẻ nha, 2 lần trên trang cá nhân của mình và 5 lần cho em cho hội trợ và nhóm đi ạ. Ok, cô Như này, Liên Tu Ti này, em đang mặc là màu hồng chị ơi. Hôm nay cái áo này chỉ mang ra tặng quà nha. Hôm nay chỉ mang ra tặng quà thôi, chứ em không bán cái áo này buổi trưa ngày hôm nay. Thế nên là những chị nào mình muốn sở hữu món quà tặng này thì hãy nhanh chóng comment cũng như là chia sẻ đi ạ. Quá là đơn giản, nếu nào chỉ comment và chia sẻ là mình đã được sở hữu những mẫu áo sơ mi cực kỳ tuyệt vời đẹp mắt như thế này. Đó, sơ mi rất là xinh luôn các chị nhìn rõ không ạ? Đấy, mình mặc đi làm đi chơi đều rất là ok về mẫu này nha. Rồi, lên đến 1.500 người đi ạ. Em sẽ công bố những chị nào hôm nay sở hữu được mẫu sơ mi với giá là 18k các chị nhá. Nên chị nào mà mình chưa comment thì hãy nhanh chóng comment, và những chị nào mà mình chưa chia sẻ thì hãy tiếp tục chia sẻ đi ạ. Hôm nay là sẽ tặng cực kỳ nhiều các chị ơi, mẫu sơ mi này chất vô cùng là dày dặn luôn nha. Các chị nhìn rõ không ạ? Chất cực kỳ là dày dặn cho buổi trưa ngày hôm nay này. Đó, siêu dày dặn luôn. Thế nên các chị mình yên tâm đi ạ. Yên tâm comment cũng như là chia sẻ tương tác nhiệt tình buổi trưa ngày hôm nay, đảm bảo rằng là trưa nay sẽ có nha. Và những chị nào mình từ trước đến nay chưa được sở hữu những mẫu áo sơ mi cực kỳ đẹp mắt như thế này bên Queen Fashion thì trưa nay là một cơ hội cực kỳ tốt cho mình đấy ạ. Hãy nhanh chóng comment cũng như là chia sẻ đầy đủ nào, tương tác nhiệt tình đi ạ. Lên đến 1.500 người em sẽ công bố được không ạ? 1.500 người nên là thời gian và cơ hội vẫn còn. Cho những chị nào mà mình vừa vào xem livestream của em, hãy nhanh chóng comment 18k kèm màu và chia sẻ livestream với các chị nhá. Ok, rồi Duyên Như này, Bông Bông này, rồi chắc chắn những chị nào comment và chia sẻ buổi trưa ngày hôm nay chắc chắn là mình sẽ được. Nên các chị yên tâm và hãy chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Trưa nay em sẽ đọc lần lượt tên luôn, và những chị nào mình buổi trưa ngày hôm nay được sở hữu thì bọn em sẽ ghi bình luận công khai luôn nha các chị nhá. Hứa hẹn là trưa nay sẽ rất là muốn tặng cho rất là nhiều chị luôn đấy ạ. Ok, chị Trang Kiều này, Huỳnh Mai này, Bông Bông này, những chị nào mình muốn sở hữu chia sẻ rồi thì hãy thông báo cho bên em biết được không ạ? Hãy thông báo nào. Thông báo rằng là đã chia sẻ đi ạ, để bộ phận kỹ thuật bên em vào tìm người nha. Tìm những chị nào comment chia sẻ đầy đủ buổi trưa ngày hôm nay để được tặng các chị luôn được không ạ? Rồi, lên đến 1.500 người, em sẽ công bố những chị đầu tiên sở hữu được mẫu áo sơ mi siêu xinh như này với giá là 18k nha các chị nha. Ok, rồi chị Khánh Huyền này. Rồi, những chị nào mình buổi trưa ngày hôm nay từ trước đến giờ chưa được mua với giá 18k thì hãy lên tiếng để cho em biết được không ạ? Hôm nay em sẽ ưu tiên những chị nào mình chưa được quà tặng bên Queen bao giờ các chị nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ công bố luôn chị đầu tiên này. Đây, đầu tiên sẽ là một chị không chia sẻ nhưng mà lên comment rất nhiều là chia sẻ. Đây, chị bé Hương nha, chị bé Hương này là chị không chia sẻ một đợt nào đấy ạ. Đó, các chị nhìn rõ không ạ, không hề chia sẻ một đợt nào. Và tất nhiên rồi, những chị không chia sẻ là không được sở hữu món quà bên Queen Fashion buổi trưa ngày hôm nay đâu ạ. Mình phải chia sẻ như chị này này. Đó, chị đầu tiên em công bố luôn nha.
Đây rồi, chị đầu tiên đây rồi ạ. Trang em sẽ là chị đầu tiên sở hữu được chiếc áo sơ mi bên em với giá là 18k. Đó Trang em nha, đã chia sẻ đây ạ. Chị chia sẻ rất là nhiệt tình luôn đấy, chị nhìn thấy không ạ? Chia sẻ cứ như chia sẻ như này, trời ơi đảm bảo là sẽ có luôn, tặng luôn. Đó, Trang em nha, chúc mừng chị Trang em sẽ là chị đầu tiên sở hữu được mẫu áo sơ mi bên em với giá 18k nha. Chị nào là chủ Facebook này thì hãy nhanh chóng comment cho em màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nào. Rồi, chưa được tặng, những chị nào mà chưa được tặng thì hãy thông báo lên tiếng cho em biết đi ạ. Đây nhà chị Trang em, còn như chị vừa nãy em mở đầu tiên đấy là chị chưa chia sẻ một lần nào, nhưng đi vào comment là đã chia sẻ là mình sẽ không được sở hữu đâu ạ. Rồi những chị tiếp theo mình muốn sở hữu bộ phận kỹ thuật bên dưới tiếp tục gửi người đường link lên cho em nào. Và những chị nào buổi trưa ngày hôm nay mình được mua với giá 18k thì bọn em sẽ ghi bình luận rõ luôn đó chị nhá. Ghi bình luận luôn nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. Rồi yên tâm là cứ comment và chia sẻ nhiệt tình thì chắc chắn là mình cũng sẽ được đáp lại bằng cái thứ món quà cực kỳ là đẹp mắt như thế này. Đó là những chiếc áo sơ mi cực kỳ là đẹp, cực kỳ là công sở, nhưng bên cạnh đó thì cũng vô cùng là sang chảnh. Với giá là 18k cho buổi trưa ngày hôm nay nha các chị nha. Ok, đây một chị tiếp theo không chia sẻ đấy ạ. Có một đường link rõ ràng luôn là một chị tiếp theo không chia sẻ. Đó, chị này này, chị Hà Xuyên này, không hề chia sẻ một lượt nào luôn. Đấy, nhưng mà lên comment rất nhiều là đã chia sẻ. Và tất nhiên rồi, những chị này mình đều không được sở hữu đâu ạ. Chị Hà Xuyên sẽ là trường hợp thứ hai nha, không chia sẻ một lần nào và tất nhiên rồi sẽ không được sở hữu đâu ạ. Rồi còn những chị khác mình có muốn sở hữu tiếp không ạ? Lên đến 2.000 người em sẽ tiếp tục công bố những chị tiếp theo của trường ngày hôm nay sẽ được sở hữu những mẫu sơ mi cực kỳ đẹp mắt như thế này với giá là 18k đồng nào. Rồi thời gian và cội vẫn còn cho những chị nào mà mình vừa vào xem livestream của em thì hãy nhanh chóng comment đi ạ. Lên đến 2.000 người em tiếp tục công bố tiếp những chị tiếp theo sở hữu mẫu sơ mi như thế này với giá là 18k đồng ạ. Hôm nay yên tâm rồi, những chị nào mà comment chia sẻ thật buổi trưa ngày hôm nay thì chắc chắn là những chị đó mình đều có quà chị nhá, yên tâm lần lượt đều có quà. Và những chị nào mình từ trước đến nay chưa được sở hữu bất kỳ một sản phẩm nào với giá cực kỳ rẻ bên Queen thì hãy lên tiếng đi nào, lên tiếng chia sẻ rồi lên tiếng đi cho bên em nhìn thấy các chị rõ hơn đúng không ạ. Ok rồi, chị Phương Nam này, cô Như này, Phương Trâm này, rồi chị Tâm Tim Lạnh nha, Ngân Uri này, đúng rồi, 18k cho buổi trưa ngày hôm nay và lên đến 2.000 người em sẽ tiếp tục công bố đâu ạ, 2.000 người tiếp tục công bố luôn này. Ok, chị Nguyễn Phong Lan này, Xuân Ca này, những chị nào mình chưa được sở hữu bao giờ thì hãy comment thông báo cho em biết đi ạ. Lên tiếng đi nào để bộ phận kỹ thuật bên em bên dưới nhìn thấy các chị rõ hơn và gửi cho em đường link tất cả những chị nào buổi trưa ngày hôm nay chưa được sở hữu món quà cực kỳ rẻ thế bên Queen bao giờ thì hôm nay sẽ là cơ hội cực kỳ tốt cho mình các chị nhá. Ok, Dung Di này, Nguyễn Thị Thương này, Tina Trần này, đúng rồi, áo này hôm nay bọn em chỉ tặng quà các chị ơi, trưa nay chỉ có tặng quà thôi. Lên đến 2.000 người em sẽ tiếp tục công bố nha, 2.000 người. Ok, hoa hồng luôn ạ. Rồi chị áo này, chị ơi áo này hôm nay bọn em chỉ tặng nha, hôm nay chỉ tặng duy nhất buổi trường ngày hôm nay thôi chứ không bán cái áo này ạ. Nên những chị nào mà mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment 18k kèm màu các chị yêu thích, kèm chia sẻ livestream 2 lần trên trang cá nhân của mình cho em và quay ra chia sẻ cho em cho các hộ trộm 5 lần đi ạ. Rồi tất cả là 4 màu cho các chị lựa chọn này, em đang mặc là màu hồng vỏ đỗ này, đây sẽ là màu nâu này, nâu tây nha. Rồi màu trắng này và màu đen, đó mình thích màu nào thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. 18k kèm màu và chia sẻ thật nhanh nào. Rồi lên đến 2.000 người rồi em tiếp tục công bố chị tiếp theo luôn, giữ đúng lời hứa các chị luôn. Rồi chị Út nhỏ nha, sẽ là chị tiếp theo sở hữu được bên em đấy các chị nhìn rõ không ạ? Chia sẻ cứ nhiều như thế này kiểu gì mình cũng sẽ được đấy các chị, đấy các chị chia sẻ nhiều không ạ? Cứ chia sẻ nhiều như này thì kiểu gì là sẽ được các chị nhá, kiểu gì là sẽ được. Chúc mừng chị tiếp theo sẽ là chị Út nhỏ sở hữu được một mẫu áo sơ mi bên em với giá là 18k. Chia sẻ nhiều chưa ạ? Đấy chị này rất là nhiệt tình và nhiệt tình thì chắc chắn là mình sẽ có quà rồi, đấy là điều dĩ nhiên thôi. Rồi chị tiếp theo mình có muốn sở hữu nữa không ạ? À? Những chị tiếp theo thì sao nào? Rồi lên đến tiếp tục nào, 2.300 người em sẽ tiếp tục công bố đâu ạ? 18k cho duy nhất buổi trường ngày nay và chiếc áo này số lượng không còn nhiều, chỉ còn không còn nhiều đâu ạ, nên là em buổi trường ngày nay bên em sẽ không bán áo này và sẽ mang ra tặng quà cho chị, những chị nào mà đã luôn đồng hành cũng như là ủng hộ Queen Vision buổi trường ngày nay, nên mình hãy nhanh chóng comment cũng như là chia sẻ tương tác nhiệt tình với Queen buổi trường ngày nay để sở hữu những mẫu áo sơ mi cực kỳ đẹp mắt đi ạ. Em sẽ kéo dài cái chương trình quà tặng này một chút nữa cho những chị nào mình vừa vào cập nhật livestream của em nhé, nhanh chóng nha. Khi nào mà chị đã tặng xong, đọc tên hết tất cả các chị xong thì em sẽ quay ra chương trình bán hàng đúng không ạ? Rồi nên là thời gian vẫn còn và cơ hội vẫn còn. Những chị nào mình vừa vào xem livestream thì hãy nhanh chóng nhập cuộc, comment 18k kèm màu, chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân của mình cho em và quay ra chia sẻ cho em 5 lần cho các hội chợ và nhóm đi ạ. Lên đến 2.300 người, em sẽ tiếp tục công bố những chị nào buổi trường ngày nay sở hữu được mẫu áo sơ mi như này với giá là 18k đúng không nào? Thời gian vẫn còn và cơ hội vẫn còn cho những chị nào mà mình chưa được sở hữu bao giờ nha. Những chị nào mình chưa được sở hữu bao giờ thì hãy thông báo comment thông báo cho em biết đi nào.
ok La Quỳnh này rồi, ok Thủy Trần nha, Hạnh Hoàng Mỹ này, Nguyễn Thị Trang này, rồi lên đến 2.300 người, em sẽ tiếp tục công bố được không ạ? Ok, trên này rất là nhiều các lượt chia sẻ nên là các chị yên tâm là mình chia sẻ bao nhiêu lượt thì ở bên em sẽ có cái hệ thống ra là sẽ kiểm tra hết tất cả những lượt chia sẻ của các chị, nên các chị yên tâm rằng là công bằng tuyệt đối 100%. Nhưng nếu rất là nhiều các chị không hề chia sẻ một lần nào nhưng đi vào comment là đã chia sẻ, và những chị đó mình sẽ không được sở hữu cái máu sơ mi cực kỳ đẹp mắt như này với giá 18k đâu ạ. Ok, Thái Kim Ngân này, Bích Ngọc này, Hoàng Giảng Hương này, ok. Khi nào đợi lên đến 2.300 người em sẽ tiếp tục công bố những áo sơ mi và chương trình sẽ kéo dài đến cuối livestream nha. Vì đấy, đừng rời khỏi màn hình, những chị nào chia sẻ rồi đừng rời khỏi màn hình, vì cuối livestream em sẽ tiếp tục công bố đấy ạ. Còn bây giờ em sẽ chuyển qua chuyên mục bán hàng một chút trong khi đợi lên 2.300 người các chị nhá. Rồi đây là em một chút em tham qua một mẫu váy bán cho các chị đây ạ. Rồi ok, em sẽ qua một màu váy cho các chị đây. Rồi, có chị nào mình đã thích cái màu váy nào mà trên người không ạ? Màu đen nha, màu đen rất là đẹp luôn, màu đen luôn là màu sang trọng quý phái đúng không ạ? Em sẽ quay sang bán hàng một chút và khi nào đợi đến lên người tiếp tục thì em sẽ quay ra tặng bán hàng tiếp cho các chị này. Những chị nào mà mình thích mẫu này? Hả? Màu hồng mặc nhiều rồi ý. Thế quay sang màu cam nha. Rồi, những chị nào mà mình thích cái mẫu canh đang mặc thì comment cho em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Tại mặc tại vì mặc màu hồng nhiều. Rồi, có chị nào mình thích cái màu váy này không ạ? Comment cho em nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Mẫu váy này thì gồm có tất cả là 4 màu. Em đang mặc màu đen này, đây sẽ là màu hồng đỗ nha, màu cam đất và canh mặt sẽ là màu xanh. Đó, mình thích màu nào thì mình comment cho em màu đó đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Mẫu váy này thì có giá là 199k chị nha, 199k. Rồi, em cao 1m65 ạ. Váy này có giá là 199k chị nhá, và sẽ dành cho những chị gái nào mình dưới 60kg. Đó, có màu đen này, chị nào mà thích sợ mập một chút thì mình có thể sang màu đen. Hoặc đây sẽ là tông màu cam đất, là cái tông màu cực kỳ làm mưa làm gió, rất là lạ mắt luôn đấy ạ. Đây sẽ là màu hồng đỗ, là cái màu cực kỳ là nịnh da, và màu xanh rêu như canh đang mặc. Đó, chị nào mình thích comment cho em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Rồi, V01 là mã của sản phẩm em đang mặc trên người, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Mẫu này thì sẽ có giá là 199k nha. Quỳnh Mai Nguyễn thêm em địa chỉ đi ạ. Hải Đăng ok, em cho đơn hàng rồi. V01, các chị nhau V chung là B đâu ạ. V01 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nào. Ok.
Em mặc 55 kim 1m56. Chị Dương ơi, mình vừa thoải mái luôn. Chị ơi, chị vừa thoải mái luôn. Yên tâm đi, mẫu này ở những chị gái 1m48 bên em cũng đã mua mẫu này rồi. Nên các chị yên tâm, dù mình 1m50 hay cho đến 1m7 đều mặc ok mẫu này nha các chị nhá. V01 cái màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. À. Váy này với cái chất liệu voan thái thì cực kỳ là mát với cái thời tiết mùa hè luôn. Và dưới 60 kg mình mặc cực kỳ tốt mẫu này. Dáng váy thiết kế thì là cổ tàu rồi. Kèm theo đó là hai tà hai bên này cực kỳ là trẻ trung và nhẹ nhàng các chị nhá. Chị nào mình thích thì comment cho em đi ạ. À. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Mét 67 mặc ok luôn chị ơi. Rồi cảm ơn chị Vũ Thúy nha, em được váy rồi, chất đẹp và ok rồi, cảm ơn chị ạ. À. Mét 55 vừa luôn chị ơi, mét 55 dài hơn em một chút xíu thôi. Mét 55 thì dài hơn em một tí thôi nha. Rồi chị nào mình thích màu nào thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. À. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng để đầy đủ bên em chốt đơn hàng nào. Nga Nguyễn Thị 66 ký mình mặc chật chị ơi. Rồi V01 là mã của sản phẩm các chị nha. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng đúng không ạ? Giá là 199k. Quỳnh Mai Nguyễn địa chỉ cho em nào. Rồi Quyện Đám đẹp quá thì mình phải sở hữu rồi đúng không ạ? Ok Hà Thu em chốt đơn hàng nhá. Bao nhiêu chị, giá là 199k chị ạ. 199k. Đỗ Phương giá là 199k chị nhá. Trang Min 42kg mình vừa sinh luôn đấy ạ. Những chị gái nào mà mình dưới 60kg là mặc ok mẫu này luôn nha. Rồi V01 là mã của sản phẩm, kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nào. Ok Lữ Nguyễn thì em cho đơn hàng nhá, vòng màu to thoải mái luôn chị ơi. Đây sẽ là dáng váy suông. Nhưng chị nào mà mình thích những dáng váy suông thì nên sở hữu cái mẫu này đi ạ. Đừng bỏ qua mẫu này. Comment cho em đi nào. V01 cái màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. 1m50 dài đâu chị ơi, 1m50 mình gần chạm gối chị nhá. Ok chị, chút nắng chút mưa mình lấy 4 màu mình comment cho là V01 hồng 4 màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. À. Các chị ơi mình mua hàng thì mình hãy lưu ý đầy đủ của em thông tin nha. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt đơn hàng đấy ạ. À. Rồi, em cao 1m65 ạ. 62 ký mình mặc chật rồi chị ơi, mẫu này sẽ dành cho những chị gái nào mình dưới 60kg mặc ok nha. Rồi, đã comment nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. À. À, chị Chuột Bảo Bình ơi, lát em sẽ check inbox chị sau chị nhá. Huế Trần một chiếc sẽ có giá là 199k buổi cho buổi trưa ngày hôm nay. Cực kỳ rẻ các chị ơi, rất là rẻ luôn nha. Chị nào mình muốn sở hữu thì comment đầy đủ thông tin để bên em chốt đơn hàng đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Rồi, đây đằng sau lưng chị ơi, đằng sau lưng thiết kế kiểu đuôi tôm nha. Cực kỳ là nhẹ nhàng và uyển chuyển luôn đấy ạ. Chị nào mình thích thì mình hãy comment thông tin cho em nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Chất liệu là voan thái chị nhá, voan thái Mai Phan mình vừa luôn đấy ạ. À, chị khoảnh khắc mình lấy mẫu em đang mặc thì comment cho là V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng chị nhá. Ok Trinh Nguyễn thấy chị rồi ạ. À, Hiền Võ số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em nào. Mỏng không ạ? Chị Chuột Bảo Bình ơi, cái chất liệu này không hề mỏng chị nhá. Không hề mỏng đâu ạ, nên chị yên tâm, chất bao đẹp hàng loại một luôn. Ok rồi chị Phương Ngọc Thắng ok cho đơn hàng nhá. Chị Dương MC, chị ơi chị lấy màu vàng cam là màu gì đấy ạ? Cái này là màu cam đất chị nhá, màu cam đất. Mình lấy màu cam đất, comment cho là V01 cam số điện thoại địa chỉ nhận hàng đấy ạ. Cái áo mặc vừa có bán không chị Hoa Thu ơi, em có bán luôn nhá. Giá là 199k, Thanh Tâm Trần em chốt đơn hàng rồi ạ. 90 cân mình không mặc vừa rồi chị ơi, 48 ký vừa xinh luôn nhá chị Oppa Pulin nhá. Rồi comment đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Ngoan Đào ok em chốt đơn hàng chị nhá.
Giá của em này là 199k và sẽ dành cho những chị gái nào mà mình dưới 60kg là mặc được cái sinh mẫu này nhá. Rồi comment đi ạ. V01 ok, thanh thủy tây cho đơn hàng này. Bụng to thì là sự lựa chọn cực kỳ ok cho mình đấy ạ. Nhưng váy dáng suông này sẽ dành cho những chị gái nào mà mình có thể bụng to, bụng mỡ một chút hoặc là có bầu bí nhỏ thì là rất là ok nhá. Rồi dáng thiết kế cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Hai tà hai bên này, kèm theo đó là thiết kế kiểu cổ tàu nên đảm bảo là mặc rất là xinh xắn và nhẹ nhàng. Mình mặc có thể đi làm đi chơi đều rất là ok mẫu này các chị nhá. Ship Củ Chi là 30k chị ơi. Em có nhìn thấy chị Hằng Nguyễn Ni nhá. Rồi chị Triệu Ngô mình muốn mua mình comment cho em đi ạ. Đặt hàng ngay trên livestream cho em các chị nhá. 60kg vừa luôn chị ơi. Mai Loan kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Một chiếc sẽ có giá là 199k. Và những chị nào mình ở tỉnh được 2 đến 3 ngày làm thì sẽ nhận được hàng các chị nhá. 40kg 1m53 mặc ok luôn chị ơi. Size nhỏ bên em là hàng free size. Mình cứ dưới 60kg mặc tốt và em đang 46kg vẫn mặc trên người đấy ạ. Ok Ngọc Tuyến cho đơn hàng nhá. Hàng Đinh em có thấy chị luôn đấy ạ. Chị Mikin có vừa luôn chị ơi. Vũ Quỳnh giá là 199k chị nhá. 199k. Nên chị nào mình lấy thì comment cho em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Vải này là Voan Thái chị nha, Voan Thái. My Fan ship Hà Tĩnh là 30k chị ơi. Rồi chị Võ Nghiêm cho đơn hàng nha. Trần Hằng ok cho đơn hàng luôn đấy ạ. 1m65 60kg vừa luôn chị ơi. Màu ruốc đây ok. Lát này sẽ thử sang màu hồng cho các chị xem nha. Màu hồng này là cái màu cực kỳ là định da luôn đấy ạ. Và rất là nhẹ nhàng luôn, vô cùng là tôn da. Chị nào mình thích màu nào thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. Ok Lương Diễm cho đơn hàng nha. Yuri Quỳnh ok cho đơn hàng. 56 cân 1m54 vừa xinh luôn. Mai Loan địa chỉ đấy ạ. Ok quay lưng đằng sau đây nha chị ơi. Đằng sau thiết kế dáng đuôi tôm cực kỳ là đẹp luôn, vô cùng là uyển chuyển. Đó, cái chất liệu van thoái này độ rủ nó rất là cao nên là mình đi trông nó rất là kiểu cái ta đằng sau nó sẽ đi theo từng bước chân của chị nên là đảm bảo nó rất là đẹp mắt luôn đấy ạ. Cực kỳ nhẹ nhàng và quyến rũ các chị nhá. Mình thích mẫu này bằng mình chơi là V01. Kèm màu kèm số điện thoại cộng chỉ nhận hàng đi ạ. Không sâu đâu chị ơi, không sâu, cái này là đã may liền ở đây rồi nên các chị yên tâm mình có thể mặc đi làm cũng rất là ok mẫu này. Giá là 199k nha, ship Tinh Bình là 30k, tất cả là ship tỉnh đều là 30k chị nhá. Rồi V01, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em cho đơn hàng nào. 41kg 1m50 Hà Vi Trần vừa luôn. Phạm Trinh bên em là hàng free size, dưới 60kg mặc cực kỳ tốt mẫu này các chị nhá. Dưới 60kg mặc cực kỳ tốt luôn. Em có nhìn thấy chị Quỳnh Skinner đấy ạ. Quỳnh Mai Nguyên ok cho đơn hàng chị rồi nhá. Rồi lát em sẽ thử qua màu hồng cho các chị xem. Ok Vân Ánh em cho đơn hàng rồi đấy ạ. Lớn tuổi mặc ok luôn, chị Bích Ngọc nha. Lớn tuổi mặc mẫu này cũng rất là ok luôn. Mình xem màu cam nào ok chị ơi. Màu cam Hiền Trần kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Màu cam nha các chị ơi, màu cam. Rồi 1m50, 56kg vừa luôn chị nhá. Lương Minh mình mua rồi, chất vải đẹp lắm rồi, cảm ơn chị nha. Lawrence Nguyễn tí em sẽ check chị sau chị nhá. Ngực 90 eo 80 vừa luôn chị ạ. Nguyễn Nhung ok cho đơn hàng nha. Rồi những chị nào mình lấy thì mình comment cho bên em đi nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em cho đơn hàng đi ạ. 42kg 1m56 ok luôn chị ơi. Mai Loan em cho đơn hàng nhá. Màu xanh rêu là màu canh đang mặc rồi ạ. Màu cây rêu là cái tông màu cực kỳ lạ mắt luôn, rất là đẹp luôn, cái màu mới đó chị nha. Rồi ok chị ạ. Mi Kim thêm cho em địa chỉ đi ạ. Bích Ngọc giá bao nhiêu chị ơi? Giá là 199k một chiếc nha. 199k một chiếc đấy ạ. Ok Hồ Ngọc Mi ok cho đơn hàng chị rồi ạ. Màu cam đấy chị ơi, màu cam đấy ạ. Màu hồng đây này, có tất cả là 4 màu. Màu hồng vỏ đỗ này, màu cam đất em đang mặc màu đen và canh mặc sẽ là màu xanh nhá. Mình thích màu nào thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. Ok Duy Khánh Phạm chị vừa luôn chị nhá, thêm cho em địa chỉ nào. Chị Heo Con mình vừa luôn nha. Thảo Nguyễn, Đen Nguyễn mình có vừa luôn đấy ạ. Giá của một mẫu váy này là 199k chị nhá, 199k. Ship Cầu Bio Hà Nội. Chị ơi Cầu Bio là ở nội thành Hà Nội thì sẽ là 20k, còn ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k chị nhá. Ok tí em sẽ thử ruốc hồng luôn. Thành phố Hồ Chí Minh ship là 30k chị ơi. Thành phố Hồ Chí Minh ship là 30k. Chị nào mình lấy thì mình comment cho bên em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. 58kg 1m65 xinh luôn chị ơi. Váy này là hàng free size chị nhá. Free size, mình dưới 60kg mình mặc cực kỳ tốt mẫu này các chị nhá. Phạm Trình địa chỉ của bên em đi ạ. Chị Thảo Nguyễn, Đen Nguyễn chắc chắn là bên em có ship rồi chị ơi, ship toàn quốc luôn mà. Chị Phạm Trình mình lấy màu hồng cam là V01 hồng kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ.
60kg mặc ok luôn chị ơi, 1m64-63kg mình mặc chật rồi ạ. Giá là 199k chị nhá, 199k. Ok, hàng Nguyễn Xuân, hàng Yến Hải vừa luôn đấy ạ. Chị lấy ai mặc màu cam đỏ? À, chị Dương MC ơi, màu cam thì chị comment cho là V01 cam, em số điện thoại để chị nhận hàng chị nhá. 58kg vừa luôn đấy ạ. Những chị nào mình dưới 60kg thì bao vừa mẫu này luôn. Cực kỳ đẹp, chất liệu thì cực kỳ rất là mát và giá thành thì vô cùng là rẻ. Ok, 52kg 1m53 ok luôn chị ơi. Trang Nguyễn kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Thị Mông Tuyến Nguyễn ok cho đơn hàng nhá. 56kg 1m56 vừa luôn chị nhá. Rồi 40kg cũng xinh luôn, em là 45kg vẫn đang mặc trên người đấy ạ. Mẫu này sẽ dành cho những chị gái nào mình dưới 60kg và đây sẽ là dáng suông nha, nên là rất là dễ mặc luôn. Chất liệu là voan thái nên bao mát mẻ đó chị. 54kg mặc ok luôn chị nhá. Xuân Nguyễn chất vải là voan thái chị nhá, voan thái. Ok, màu cam đất đây ạ. Màu cam đất nha, lát em sẽ thử qua màu hồng cho các chị. Ok chị Mi Nguyễn, mình đầy đủ thông tin địa chỉ ở bên em chưa ạ? Ok, Thảo Nguyễn, Đen Nguyễn nhá. Thêm em chốt đơn hàng chị rồi. Thanh Nguyễn Nguyễn 1m65-55kg vừa xinh luôn ạ. Trang Trương kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho em nào. Chị đợi màu hồng ok chị luôn, lát em thử màu hồng. Ship Quảng Ngãi là 30k. Tô Nguyễn nhà bên em ship toàn quốc luôn. Rồi Thu Hoài, mình mua rồi đẹp ạ. À, cảm ơn feedback của chị nhá. Duyên Phận giá là 199k, 199k một chiếc, bao rẻ bao đẹp cho các chị luôn. Ok, Phạm Trình em cho đơn hàng này. Trang Nguyễn thì lấy màu gì comment rõ cho em đi ạ. À, Ngọc Huyền tí em check inbox chị sau nha. Thu Hương giá là 199k chị ơi, 199k. Chị nào mình thích màu nào thì mình comment cho em màu đó đi ạ. À, V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Ship về cho em 100kg thì mình mặc chật rồi chị ơi. Váy này có giá là 199k, 199k. Rồi chị nào mình lấy thì comment cho bên em đi nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng các chị nhá. Trang Trương địa chỉ ở bên em đi ạ. À, các chị ơi mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ bên em mới chốt được đơn hàng nhá. 40 cân thủy sún, mẫu này ok luôn chị ơi, mẫu này vừa ok luôn mà. Mẫu này nó là dáng xua này, dù các chị có gầy hay là có mập mập như căng lắm là đến mắc là đến 60 nha. Là mình đều ok mẫu này. Mẫu này bên em đã bán rất là nhiều rồi ạ, nên là những chị nào mà mình chưa được sở hữu thì anh nhanh tay trong buổi hôm nay đi nào. Comment đi nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mai Hương Lê, mình lấy màu hồng comment cho là V01 hồng ở số điện thoại và địa chỉ nhận hàng chị nhá. Lên sầu thêm em địa chỉ đi ạ. À, chị Dương MC mình comment cho là V01 cam và xanh, số điện thoại địa chỉ nhận hàng nha. Chị Thanh Trần mình có vừa luôn đấy ạ, số điện thoại địa chỉ nhận hàng nào. Hà Mi vừa xinh luôn nhá. Runa Thùy em chốt đơn hàng ạ. Tuyến Nguyễn em chốt đơn hàng rồi. Những chị nào mình cứ đầy đủ thông tin địa chỉ là bên em sẽ chốt đơn hàng ngay nhá. Rồi V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng đâu ạ. Bây giờ sẽ qua màu hồng mà cho chị xem nhá. Rồi đây sẽ là màu hồng gò đỗ đây ạ. À, chị nào mình vừa hỏi em màu hồng thì em đang mặc màu hồng nhá. Màu này thì được cái rất là nữ tính và nhẹ nhàng và vô cùng là nịnh da chị nhá. Ok, V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho em nào. Mẫu này sẽ gồm một tất cả là 4 màu. Em đang mặc màu hồng đỗ nhá. Đây là màu đen, màu cam. Màu cam đất ạ. À, và màu xanh rêu. Đó, mình thích màu nào thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. À, V01 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Nguyễn Gia Khánh vừa xinh luôn chị ơi. Chị Dương MC, chị lấy màu rồi ok cho đơn hàng chị nhá. Chị Hòa Hạnh Thảo, mình đặt hàng lâu chưa chị ơi, mình đặt hàng lâu chưa ạ?
Trang Tường 100% quyền lợi của chị là được kiểm tra như thanh toán. Mi Kim ok cho đơn hàng nha. Rồi mẫu này công sở mặc ok chị ơi, mẫu này mặc đi lại rất là ok mà rất là mát luôn em, thời tiết thì càng ngày càng nóng lên rồi nên việc sở hữu cho những cái chất liệu mà voan mát mẻ này là sự lựa chọn cực kỳ ok và giá thành thì vô cùng là rẻ chị nha. Chị nào mình lấy comment cho em đi ạ, V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Hoàng Nguyễn giá là 199k chị nhá, 199k rất là rẻ luôn đấy ạ. 21 tuổi mặc ok không chị ơi, em vẫn đang mặc đây chị ơi. Rồi 59 ký sinh luôn nha, dưới 60kg mặc có tốt đấy ạ. Hoàng Hạnh Thảo, thế thì em sẽ gửi, bọn em gửi hàng chị rồi chị nhá. Bên em, bên chị đã có nghe thấy điện thoại là xác nhận đơn hàng chưa ạ? Triệu Ngôn cho đơn hàng nhá, tất cả các màu đều đồng giá là 199k chị nhá. Ok, Ái Vi em cho đơn hàng ạ. À, Lê Tuyết Kha 63 ký mình mặc chật rồi chị ơi. 55 ký Cocalino có vừa luôn chị nhá. Tuấn Nguyên kèm màu số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Các chị ơi mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ bên em mới cho đơn hàng ấy chị nhá. Rồi V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ bên em cho đơn hàng đi ạ. À, Hòa Hạnh Thảo, thế thì chị vui lòng đặt hàng lại cho bên em chị nhá. Đặt hàng lại đi ạ, comment nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 75 ký mặc chặt rồi chị ơi. Thảo Nam Sơn thêm cho em địa chỉ đi ạ. Các chị ơi mình phải đầy đặt hàng thì vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ bên em mới chốt được đơn hàng nhá. Rồi V01 là mã của sản phẩm, kèm màu các chị yêu thích kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mẫu này thì gồm có 4 màu tất cả. Em đang cầm mặc trên người là màu hồng này, đây sẽ là màu cam đất nha. Màu đen và canh mặc sẽ là màu xanh rêu. Đó, mình thích màu nào thì mình hãy comment trên màu đó đầy đủ đi ạ. Rồi chị Hà Dễ mua váy này đẹp lắm rồi, cảm ơn feedback của chị nhá. Quay đằng sau chị ơi, đây đằng sau luôn nha. Đằng sau thiết kế kiểu váy đuôi tôm rất là nhẹ nhàng và uyển chuyển nha, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chất thì vô cùng là mát, chất là chất voan thoái nên các chị đảm bảo là mặc vào mát mẻ. Khi các chị đi làm để hay đi chơi, tất cả cái váy này thì sẽ phù hợp với mọi hoàn cảnh luôn. Mình thích rồi thì mình hãy comment đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Ok, thương yêu cho đơn hàng nha, em cao 1m65 ạ. Thu Nguyễn ok em cho đơn hàng nha, Tình Trung mình có vừa luôn ạ. Thảo Nam Sơn em cho đơn hàng, Huyền Mi Phạm cho đơn hàng nhá. Ok rồi chị Hà An ơi, mình vừa đặt hàng thì mình vui lòng comment luôn trực tiếp trên livestream của em đi ạ. Giá là 199k chị ơi, váy này có giá là 199k và ship của Vũng Tàu là 30k chị nhá. Nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k. Đó, chị nào mình thích mẫu này thì comment đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Chị ơi mẫu này thì dưới 60kg mình mặc ok nha. Rồi 1m58 không trùng tí nào chị ơi, đã có chị khách hàng bên em 1m48 cũng đã mặc mẫu này rồi nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. Váy này rất là dễ mặc, nhìn tưởng chừng như ngắn nhưng không hề ngắn một chút nào đâu. Yên tâm là mặc lên rất là xinh và rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi mẫu này thì thiết kế kiểu rất là đẹp mắt rồi đấy ạ, rất là nữ tính rồi. Đằng trước thiết kế kiểu tà ngắn hơn này, tạo cảm giác chân rất là dài. Những cái chị nào mà mình có chiều cao hơi khiêm tốn một chút thì sở hữu cái chiếc váy này thì yên tâm nó không bị làm chìm chiều cao các chị đâu ạ. Và bên cạnh đó thiết kế kiểu cổ tàu và hai tà hai bên như thế này rất là xinh và rất là đẹp nha các chị nha, rất là nữ tính, nhẹ nhàng quyến rũ luôn. Chị nào mình có cái gu đấy thì mình hãy comment cho bên em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng và mẫu này sẽ có giá là 199k các chị nha. Màu đen em vừa mặc rồi chị ơi, giá là 199k một bộ váy. Đảm bảo là bao giá rẻ nhất với chị luôn rồi đấy, không có cái váy nào ở đâu bán giá là 199k đâu. Nên chị nào mình chưa được sở hữu mẫu váy vô cùng là đẹp mắt hit hot bên Vinfashion của trường ngày hôm nay thì hãy nhanh chóng comment cho bên em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Mã là V01 chị nhá, V01 ạ. 43 ký vừa sinh luôn. Đằng sau đây chị ơi, đằng sau nha, thiết kế kiểu đuôi tôm đằng sau. Đó, rất là đẹp luôn. Cả đằng trước cả đằng sau thì rất là đẹp. Mẫu váy này thì rất là gọi là một sự thiết kế cực kỳ hoàn hảo rồi đấy ạ. Vừa gọi là chân sẽ tôn, rất là tôn dáng này. Nó là dáng xua nên lại không hề lộ bụng một chút nào. Đằng trước thiết kế kiểu tà ngắn nên tạo cảm giác chân vô cùng là dài luôn. Và cổ kèm theo tà hai bên rất là nữ tính và trẻ trung đúng không ạ? Nhanh chóng comment để được sở hữu đi các chị ơi. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Bên em thì hàng free size chị nhá, dưới 60kg mặc tốt. Nguyễn Huyền mình vừa luôn chị nhá. Chị Hoa Trịnh ok em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Chị ơi màu xanh rêu là màu canh em thử mặc, đang mặc rồi ạ, nên là em sẽ không mặc lại nữa nhá. 55 ký vừa sinh luôn chị ơi, một bộ thì có giá là 199k. Ok, Hiền Võ cho đơn hàng nha. Màu hồng thì rất là đẹp luôn này, màu hồng rất là nữ tính luôn ý.
đó, vô cùng là nịnh giao được tính luôn. Chị nào mình có gu thẩm mỹ là nhẹ nhàng một chút, thích nhẹ nhàng, uyển chuyển nhẹ nhàng thì mình hãy lấy màu hồng đi ạ. Còn chị nào mình sợ mập thì mình có thể lấy màu đen nhé chị nhá. Hai gam màu cực kỳ đẹp và màu xanh rêu với tông màu là cực kỳ là lạ mắt đấy ạ. Chị nào mình thích màu nào thì mình hãy comment màu đó đi nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng cho em. Ok, Hòa Hạnh Thảo cho đơn hàng nhá. 53kg 1m58 vừa xinh luôn chị nhá. Giá là 199k cho cái mã sản phẩm này. Đó, chị nào mình thích thì mình comment thật nhanh đi ạ. Chị Lâm Hoàng ơi, ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k chị nhá. Ok, Hương ưng em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. Cho chị màu hồng, chị Hoa Nguyễn comment cho là V01 hồng, kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nhá. Tô Nguyễn ok, em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Ok, Mai Hương Lê em chốt đơn hàng nhá. Chị Thúy Trinh ơi, thế thì mình đặt hàng lại trên livestream của em đi ạ. Liên Nguyễn Thị thêm cho em địa chỉ nào các chị ơi, mình đặt hàng thì mình phải vui lòng thông tin đầy đủ nhá. Có những chị rằng là vào bảo là mình chưa được đặt hàng nhưng thực ra đang thiếu bất kỳ một thông tin nào đó bên em, ví dụ như địa chỉ chẳng hạn, hoặc là số điện thoại thì đều không được chốt đơn hàng đâu ạ. Rồi comment đi nào. V01 kèm màu số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Hòa Anh Thái cho đơn hàng chị rồi nha. Hải Đường mình lấy màu hồng, cam mê là V01 hồng, kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng đi ạ. Sam Sam mình có vừa luôn chị nhá. Phạm Nga cho đơn hàng ạ. Không, bên em thì ship toàn quốc thôi chứ không ship sang nước ngoài nha. Chưa có phương thức nào ship sang nước ngoài cả. Mình có thể nhờ người nhà mình Việt Nam lấy rồi chuyển qua nước ngoài cho các chị. Dưới 60 cân vừa luôn chị ơi. Chị Vi Trần Diệp Yến ơi, mình mua hàng thì mình đặt lại, vui lòng đặt hàng ngay trên livestream cho em nhá. Chị Hoàng Hiền thiếu số điện thoại rồi ạ, thêm số điện thoại nào. Hoa Nguyễn thêm em địa chỉ đi ạ. Màu xanh rêu giá cũng là 199k, tất cả các màu đều được giá là 199k nhá. Chị nào mình lấy thì mình comment rõ cho em đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Ok, Quyên Phạm nhá, Dương MC ok em cho đơn hàng địa chỉ rồi ạ. Dương Phước Mai Nguyễn địa chỉ nào, Hằng Phùng mình vừa xinh luôn nhá. Xuân Nguyễn ok em cho đơn hàng ạ. Chị Bùi Văn Nhật mình lấy màu xanh rêu, comment cho là V01 xanh, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Nguyễn Hải thêm em địa chỉ nào. Ok, Văn Thúy em cho đơn hàng nhá. Hiền Thu Dương thêm em địa chỉ đấy ạ. Chu Phương cho đơn hàng đây đằng sau đây chị ơi. Đằng sau nha, bao đẹp luôn cho các chị đấy ạ. Đằng sau nha. Thiết kế dáng nuôi tôm đằng sau rất là nhẹ nhàng luôn, rất là đẹp mắt. Sam Sam ok em cho đơn hàng đấy ạ. Chị Thúy em cho đơn hàng nhá. Chị Nguyễn Hai mình thích V01, comment cho em thêm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng để đặt hàng đi ạ. Chị Mi Khang ok em cho đơn hàng nha. Đỗ Phương mình lấy màu đen, comment là V01 đen, kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng đi ạ. 1m67 mặc ok luôn chị ơi, ok luôn. Màu đen đây chị ơi, màu đen nhá. 62kg mình mặc chật. Chị Nguyễn Cẩm Hồng ạ. Chị Nguyễn Tuyết Dung mình có vừa luôn nha. 1m56kg, 1m56 vừa luôn. Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k chị nhá. Đó, tất cả là 4 màu này. Màu cam đất này, màu đen này, em mặc màu hồng và sẽ có màu xanh rêu thì anh đang mặc nữa. Mình thích lấy màu gì thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Phương Vũ em cho đơn hàng nhá. Giá là 199k chị ơi. Váy này có giá là 199.000 ạ. Em ở 70 Phúc Diễn cầu Diễn quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội nha. Mi Phương mình có vừa luôn chị ơi, 49kg cũng vừa luôn ạ. Màu đen đây chị nhá. Màu đen này, màu đen là em vừa mới mặc livestream ngay từ lúc đầu rồi đấy. Hàng võ giá là 199k chị ơi, 199k. Ok Chu Phương nha. Mình cứ đầy đủ thông tin là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động chốt đơn hàng các chị rồi. Chất này là chất voan thái chị nhá. Hàng Phạm địa chỉ cho bên em đi ạ. Vừa luôn chị nhá, 40 cân vừa luôn, chuẩn luôn, tuyết lê rất là đẹp đúng không ạ? Trang Nguyễn ok, thêm cho em số điện thoại nào. Ok, Diễm Phương Mai Nguyễn cho đơn hàng nhá. Bùi Văn Nhật ok cho đơn hàng. Những chị nào mình comment buổi trưa ngày này bên em ưu tiên gửi hàng trước luôn. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em cho đơn hàng đúng không ạ? Miễn ship không chị Cúc Trần ơi, ship nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k chị nhá. Nguyễn Định thêm em địa chỉ nào.
ship Vĩnh Phúc là 30k. Đây đằng sau đây nha các chị nha, đằng sau thiết kế kiểu đôi tôm rất là đẹp mắt luôn đấy ạ. À, chị nào mình lấy thì mình comment rõ đầy đủ thông tin nào. Mặc váy này rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, cực kỳ là nữ tính luôn. Comment đi ạ, V01, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em các chị nhá. 65kg thì mình mặc chật rồi ạ. Màu cam đó thì comment cho là V01 cam, kèm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng chị nhá. Cô Út họ Trần mình đã có, bên em đã có người gọi điện cho đơn hàng của chị chưa ạ? Một mét năm bảy năm hai ký, vừa sinh lên Nguyễn Hai nha, vừa sinh luôn. Mẫu này sẽ dành cho những chị gái nào mình dưới 60kg là mặc tốt luôn đấy ạ. Bích Trần em địa chỉ nào, V01, kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng nào. À, giá là 199k. Hồng Thơ mình lấy màu hồng, comment là V01 hồng, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Rồi, Hùng Cao Việt chuẩn luôn, váy hồng rất là đẹp. À, chị Hoàng Hiền ok cho đơn hàng chị nhá. Mẫu váy này sẽ có giá là 199.000. Đó, rất là rẻ thôi. 200.000 một chiếc váy mà chất rất là mát nha. Chất voan cực kỳ mát, thiết kế rất là trẻ trung và nhẹ nhàng. Chị nào mình có gu thẩm mỹ mà gu thẩm mỹ này hay là cái gu ăn mặc của mình nhẹ nhàng này, hoặc là muốn đi làm rất là lịch sự nhưng bên cạnh đó cũng rất là thời trang, thì đây sẽ là chiếc váy này sẽ dành cho chị rồi đấy ạ. Comment đi nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Thương Nguyễn thêm em địa chỉ đi ạ. Liên Nguyễn Thị em cho đơn hàng chị nhá. Nguyễn Hiền ok em cho đơn hàng nhá. Thảo Trần em cho đơn hàng rồi ạ. Bé Su Su mình đặt hàng thì mình comment ngay trên livestream cho em nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em cho đơn hàng đúng không ạ? 60kg mặc mẫu này ok nhá. Thảo Trần em cho đơn hàng chị nhá. Rồi những chị nào mình mua nhiều thì mình hãy comment rõ màu cho em đi ạ. Đầu Họ Đình em cho đơn hàng nhá. Rồi những chị nào mình đầy đủ thông tin buổi trưa ngày nay thì chiều nay bọn em sẽ gửi hàng, ưu tiên gửi hàng luôn. Và những chị nào mình thiếu thông tin thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin một cách đầy đủ để bên em cho đơn hàng đúng không ạ? V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Ok, Mỹ Phương cho đơn hàng nha. Giá là 199k. Chất này là chất quan thái bao mát mẻ yêu chị với thời tiết mùa hè luôn. Mặc rất là nhẹ, ưu điểm của chiếc váy này là mặc rất là nhẹ, nhẹ như không mặc gì đến người luôn ạ. Và bên cạnh đó thì vô cùng là mát nữa. Bích Trần em có thấy chị luôn chị nhá. V01 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Ok chị Nguyễn Hiền nha, mình yên tâm là mình cứ dưới 60kg mà mẫu này ok. Và váy này là bên em hàng free size chị nhá. Bao đẹp luôn cho các chị. Giá vừa rẻ vừa đẹp vừa thời trang, tội gì không sở hữu đúng không ạ? Và chị nào mà mình đã có bộ sưu tập giá váy suông thì thiếu một em này là sự bỏ qua cực kỳ là thiếu sót luôn đấy ạ. Hãy nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng của cửa hàng cho chị nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Muốn xỉ thì inbox cho em chị Trang Võ nha. Hồng Vân địa chỉ cho bên em đi ạ. Ok, Bích Trần em cho đơn hàng nha. 48kg, 1m84, xinh luôn chị ơi. Vừa xinh luôn, đảm bảo đẹp luôn. Trông cái này thôi nhưng rất là đẹp quá chị nhá. Đó, thiết kế rất là đẹp và nữ tính trẻ trung luôn. Hùng Nguyễn Thị địa chỉ nào các chị ơi. Rất là nhiều các chị không thiếu địa chỉ bên em đấy ạ. Chị bé heo ơi, vậy thì mình đặt hàng ngay lại trên livestream cho em chị nhá. Mua một bộ có giá là 199k đấy ạ. Màu hồng màu đỗ cực kỳ là nhẹ nhàng trẻ trung này, và có cả màu xanh rêu nha, là hai tông màu cực kỳ là lạ mắt đấy ạ. Nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em cho đơn hàng đi nào. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đấy ạ. Những chị nào mà mình từ nãy giờ em nhắc là thiếu thông tin địa chỉ thì mình hãy nhanh chóng cập nhật thông tin địa chỉ đầy đủ cho bên em chị nhá. Ok, chị Trang Phạm. Ở chị Trang Phạm ơi, vậy thì mình vui lòng đặt lại trên này cho em đi ạ. À, Yến Vi địa chỉ nào. Ok chị Hồng Nhung nha. Diệu Phương Mai Nguyễn em chốt đơn hàng chị từ nãy rồi mà. Những chị nào mình cứ đầy đủ thông tin là yên tâm, chắc chắn 100% mình sẽ có hàng. Và những chị nào mà mình lần trước mình chưa được gọi để được xác nhận đơn hàng, một là thiếu địa chỉ và thiếu số điện thoại, bất kỳ một thông tin gì là mình sẽ không được chốt đơn hàng đâu đấy ạ. À, và khi đang xem livestream của em đang nhìn thấy rồi thì hãy nhanh chóng comment trực tiếp trên livestream đi ạ. À, ok. À, bé heo đấy là V15 chị nhá. Mình comment cho là V15 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nhá. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ bên em mới chốt đơn hàng chị nhá. Nguyễn Ngọc mình vừa luôn đấy ạ. À, bên em thì hôm nay không có quần sóc chị ơi. Hôm nay thì không có quần sóc. Chiều nay cập nhật mẫu mềm về, mới về thì sẽ bán cho chị luôn. Ok, Bùi Văn Nhật em chốt đơn hàng chị từ lâu rồi mà.
1m58 50 cân vừa luôn chị nhá. Những chị nào mình chị gái nào mình dưới 60 kg là yên tâm mẫu này mà rất xinh. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho bên em đi ạ. À. Cô Út họ Trần. Rồi lát em sẽ check inbox chị sau, chị cô Út họ Trần nhá. Rồi còn chị nào mình muốn sở hữu mẫu này không ạ? Nhanh chóng comment thông tin đầy đủ địa chỉ để bên em cho đơn hàng đi nào. Ok, Hùng Nguyễn Thị thêm em số điện thoại đi ạ. Các chị ơi, mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt đơn hàng nhá. Ở bên dưới cái phần cuối, cái live stream góc cuối của màn hình, bọn em đã ghi bình luận rất là rõ cái phương thức mua hàng rồi. Nên các chị ơi, mình hãy nhìn vào đó và comment một cách đầy đủ nhất cho bên em đi ạ. 1m58 44 kg xinh luôn chị ơi. Rồi còn chị nào mình muốn sở hữu nữa không ạ? Nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nào. Chị Triệu Ngô màu cam đất đây chị nhá, màu cam đất là màu này đấy ạ. Đó. Em đang mặc là màu hồng đỗ này ưu điểm của nó là rất là mặc trông rất là nhẹ nhàng và nữ tính. Và bên cạnh đó thì cái màu này là cái gấu tông màu mà nó rất là nịnh da. Đó, chị nào mình có cái gu thẩm mỹ là nữ tính này hay là thích nổi da đó thì mình có thể là lấy màu hồng vỏ đỗ rất là ok, rất là nhẹ nhàng, sẽ nhẹ nhàng hơn những cái tông màu như là cam đất hay là xanh rêu. Còn hai cái tông màu kia thì sẽ là cái tông màu cực kỳ lạ mắt. Mỗi cái một màu thì đều có một cái ưu điểm riêng của nó, nên là tùy từng thẩm mỹ gu thẩm mỹ của chị, mình thích màu nào thì mình sẽ lấy màu đó thôi ạ. Ok nàng nấm nha. Trương Thành ok em cho đơn hàng ạ. Chị P Thảo mình đã có nhân viên gọi điện cho đơn hàng chưa ạ? Mỹ Linh chị ơi có tất cả 4 màu nha. Màu em đang mặc là màu hồng đỗ này, màu canh mặc sẽ là màu xanh rêu, đây sẽ là màu cam đất và màu đen. Đó, mình thích màu nào thì mình comment trên màu đó đi ạ. Ok Yến Vi em cho đơn hàng nhá, giá là 199k. Ninh Đỗ ok em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Chị nào mình lấy thì comment rõ bên em nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok ớt phượng em cho đơn hàng chị rồi chị nhá. Mình cứ yên tâm là mình cứ đầy đủ thông tin là sẽ có nhân viên một lúc nữa thôi, là sẽ có nhân viên chuyên viên tư vấn bên em gọi điện cho chị một lần nữa để cho đơn hàng và gửi hàng cho chị ngay trong chiều nay luôn. 60kg mặc vừa luôn chị ơi, Nguyễn Thị Thu Hương vừa xinh nhá. Nhưng chị gái nào mà mình dưới 60kg là mặc ok mẫu này đấy ạ. Messi Hồ mình đầy đủ thông tin địa chỉ cho bên em đi nào. Thoải mái luôn nhá chị Nguyễn Thu Hương ơi, thoải mái luôn, yên tâm đi ạ. Phương ớt ớt mình xinh rồi chị nhá, yên tâm đi, xinh rồi. 49kg mặc xinh luôn chị Thúy Lê nhà, mẫu này sẽ dành cho những chị gái nào mình dưới 60kg mặc ok mẫu này đấy ạ. Nhanh chóng comment cho bên em nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em cho đơn hàng đi ạ. Ok Nguyễn Định em cho đơn hàng chị rồi nhá. Những chị nào mình cứ đầy đủ thông tin là sẽ chắc chắn là sẽ có hàng thôi. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho bên em đi ạ. Nhung Anh Nguyễn lát em sẽ check inbox chị sau chị nha. Rồi còn chị nào mình muốn sở hữu mẫu áo sơ mi ở chỗ Queen, như mẫu váy siêu xinh siêu hot hết này của Queen không ạ? Thì nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em cho đơn hàng như nào. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em cho đơn hàng đi ạ. Vàng bạc nhung nhung. Mình đầy đủ thông tin trên chưa hả chị? Đầy đủ rồi là bên em có phần mềm cho đơn hàng tự động cho tự chốt đơn hàng của chị luôn nhá. Đáng lòng váy em đang mặc có giá là 199k chị ạ, 199k. Tường Thanh mình vừa sinh luôn chị ơi, cứ dưới 60kg là mình mặc sinh mẫu này luôn mà. Mỹ Linh mình comment cho là V01 hồng kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Chị ơi mình phải comment đầy đủ thông tin địa chỉ bên em mới chốt được đơn hàng chị nhá. 1 đen thì em mặc ngay đầu livestream rồi chị ạ. Còn màu xanh rêu là màu canh đang mặc này. Đó, hai tông màu cực kỳ đẹp mắt luôn.
Ok chị Vàng Bạc Nhung Nhung nhá, em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Những chị nào mới có đầy đủ thông tin buổi trưa này, đó là mã là V01 này, kèm màu là các chậm màu các chị yêu thích này, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Mình cứ đầy đủ 4 thông tin cho em là chắc chắn là mình sẽ được chốt đơn hàng và gửi hàng ngay chiều nay luôn. Bé Thảo ok chốt đơn hàng rồi ạ. Còn chị nào mình muốn sở hữu mẫu này nữa không ạ? Nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nào. Một mét năm ba mét xì hồi vừa xinh luôn chị nhá, vừa xinh luôn đấy ạ. Giờ giá là 199k chị ơi, 199k. Huyền Vũ Thị lát em sẽ check inbox chị sau chị nhá. À, Xuân Đỗ Lữ giá là 199k chị ạ, 199k. À, chị Yến Vi ơi, mình ở tỉnh thì khoảng 2 đến 3 ngày là mình sẽ nhận được đơn hàng rồi. Ok Mỹ Linh em chốt đơn hàng chị rồi nha. Rồi còn chị nào mình muốn sở hữu không ạ? Em chuẩn bị kết thúc cái live stream này rồi. Nên chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng đi nào. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok chị Tường Thanh em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Những chị nào mình có đầy đủ thông tin là chắc chắn là mình sẽ có hàng luôn. Và đảm bảo bao xinh đẹp các chị, bởi vì cái váy này bên Queen này đã được phản hồi rất là tích cực rồi, chưa có phản hồi nào xấu về cái chiếc váy này cả. Nên các chị yên tâm, từ mẫu mã đến sản phẩm, từ đường kim mũi chỉ hay cho đến giá ship thì bao rẻ nhất cho các chị toàn quốc luôn đấy ạ. À, chị Mỹ Linh ơi, ship nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Hay là chị ở đâu nhở? Đâu em xem nào. À, Mỹ Đồng Đồng Nai, chị ở Đồng Nai là 30k chị nhá. Có tất cả là 4 màu đấy ạ. Em đang mặc màu hồng đỗ này, cách mặc sẽ là màu xanh rêu, đây sẽ là màu cam đất và màu đen nha. Mình thích màu nào thì mình comment rõ cho bên em màu đó đi ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nào. Tiền ship là 30k chị ơi, 30k thì mình sẽ rơi vào cái chiếc váy này là khoảng là 229.000 chị nhá. Ok chị Mỹ Linh nha. Huyền Vũ Thị lát em sẽ check inbox chị sau. Chị Phương Thảo em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đó, còn chị nào mình muốn sở hữu đúng không ạ? Nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng đi nào. Tuyên Còi, tí em sẽ check inbox chị sau chị nhá. Ở 67kg thì mình mặc mẫu này chật rồi ạ. Mẫu này sẽ dành những chị gái nào mình dưới 60kg là mặc ok. Rồi comment thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng đi ạ. V01 là mã của sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nào. Rồi chị còn chị nào mình muốn sở hữu nữa không ạ? Ok, vậy thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này ở đây. Em chúc các chị có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Và nhớ là đón xem livestream của bọn em hàng ngày để cập nhật cho mình những mẫu mã cực kỳ là ưng ý và xinh mắt nhá. Rồi xin chào tất cả các chị và hẹn gặp lại ạ.